Kính chào tái ngộ quý khán thính giả. Chúng tôi lại trở lại với đề tài mới. Mới đây, hôm 14 tháng 3 năm 2019, báo Người Việt ở California, bên Mỹ có đăng một bài viết về Petrovsky, tựa đề là Trương Vĩnh Ký từ chối vào quốc tịch Pháp, tác giả là Phạm Phú Minh và cũng được chia sẻ trên các nhóm thư tín. Cuối cùng ngày, người ta đã thấy có một số lá thư không đồng tình với ẩn ý của tác giả ca ngợi Petrovsky trong bài viết được chúng tôi đăng hôm qua. Hôm nay chúng tôi muốn nghe giáo sư Nguyễn Mạnh Quang phân tích thêm phần còn lại của lá thư của Petrovsky. Đây là câu hỏi thứ nhất đối với giáo sư. Bài viết giới thiệu một đoạn trong lá thư của Petrovsky gửi ông Planchube, đại biểu Nam Kỳ, là người đã đề nghị ông Trương Vĩnh Ký vào quốc tịch Pháp. Thư ghi ngày gửi là tháng 10 năm 1881. Nội dung bức thư là từ chối đề nghị của ông Planchube. Giáo sư nghĩ thế nào về việc Petrovsky viết thư cho Pháp từ chối vào quốc tịch Pháp? Kính thưa quý vị, chúng tôi xin đi thẳng vào vấn đề cái câu hỏi trên đây. Vấn đề là ông Petrovsky viết thư từ chối người Pháp không vào quốc tịch Pháp, thì tôi thấy rằng là ông Petrovsky đã có cái siêu quốc tịch Vatican rồi, cho nên vào quốc tịch Pháp hay không vào quốc tịch Pháp nó không thành vấn đề đối với ông ấy đó, mà nó lại là có thể là bị mang tiếng là người mang quốc tịch Pháp chống lại đất nước và dân tộc Việt Nam. Cho nên ông ấy chỉ có cái quốc tịch Vatican và tuân hành lệnh truyền của Vatican để làm việc cho cái liên minh xâm lược Pháp trong cái thời gian đó. Chuyện ông vào quốc tịch Pháp hay không vào quốc tịch Pháp không quan trọng bằng những cái gì ông đã tuyên bố và những việc làm của ông trong thời ông làm việc cho người Pháp. Giờ thí dụ như là ông tuyên bố rằng khi trở lại đời sống tư, lòng tôi luôn luôn thuộc về nước Pháp và những công việc phục vụ nhỏ mọn của tôi cũng thuộc về nước Pháp. Người bề tôi tận tâm và vâng lời. Ông lại tuyên bố nữa, tôi càng tỏ ra biết ơn nước Cộng hòa Pháp, không những đã công nhận tôi là con nuôi mà còn cho tôi nhiều vinh dự vận và nhất là tin tưởng tôi. Về hành động, ông Petrovsky đề nghị ông Pompeo cho huấn luyện và cấp vũ khí cho các đơn vị lính người Việt, dùng các đơn vị này để trấn áp các cuộc nổi dậy của phong trào Cần Vương. Ông cho rằng về phương diện chính trị và kinh tế, nước Pháp là người đi đồng hóa, còn người An Nam là kẻ chịu đồng hóa. Ông tin rằng việc người Pháp tấn công Việt Nam là sứ mệnh mà Thiên Chúa giao phó, và người Pháp với tư cách là chủ nhân cần giảng dạy cho người An Nam những tư tưởng và khái niệm cần thiết cho việc cải tạo người An Nam. Tóm lại, những lời tuyên bố và những hành động của ông trên đây đã nói lên cái hành động của ông đối với lại dân tộc Việt Nam và lập công với lại liên minh xâm lược Pháp, chứ cần gì phải đến nói đến cái chuyện mà ông vào quốc tịch hay không vào quốc tịch Pháp. Đây là câu hỏi thứ hai. Tác giả nói thư của ông Petrovsky dài 18 trang và ông ấy trích vài đoạn từ bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Bích Thu, nhưng mà thật ra không có cho cái nguồn tài liệu của bản dịch ở đâu. Do đó chúng ta không có được đọc toàn cái bản dịch hoặc là toàn cái lá thư của Petrovsky. Nhưng mà tác giả trích ngang một cái đoạn như thế này: cách tốt nhất để đo lường tầm quan trọng của sự cân nhắc của thành phần An Nam không theo Thiên Chúa giáo là nhắc nhở đến những căn bản của định chế gia đình An Nam. Đó là cái câu ông trích. Rồi tiếp theo đó là ông trích những đoạn Petrovsky ca ngợi phong tục thờ cúng tổ tiên, lòng hiếu thảo của con cái, sự hòa hợp và liên kết hài hòa tình cảm gia đình của xã hội Việt Nam. Rồi tác giả khen Trương Vĩnh Ký đã có một cái nhìn rất sâu xa về quan niệm quốc gia xã hội của người Việt Nam. Giáo sư có ý kiến ra sao? Thưa quý vị, tôi nhận thấy cái đoạn văn trên đây nó có nhiều sự bất ổn. Thứ nhất, tác giả không cho có biết xuất xứ của cái đoạn văn này. Thứ hai, cái đoạn đầu của đoạn văn này để dẫn đến cái đoạn văn mà tác giả đưa ra nó cũng không cho biết. Thứ ba là ông Trương Vĩnh Ký ca tụng những cái gì tốt đẹp của nền văn hóa Việt Nam, là của thành phần An Nam không theo đạo Thiên Chúa,
Còn thực ra ông Benedict là người theo đạo Thiên Chúa, không nằm ở trong cái chỗ này. Thế mà lại đem cái câu chuyện này để biện minh cho cái chuyện ông Benedict không vào quốc tịch Pháp để ca tụng ông ấy là người yêu nước, thì tôi thấy nó không ăn khớp với nhau gì cả. Tôi không hiểu cái ý tác giả nó viết cái bài này có ý định gì thì tôi không biết. Cái đó tôi xin nhường cho mọi người để nhận xét. Tiếp sang câu hỏi thứ 3. Trong cái đoạn dưới đây, Petrus ký liên kết sự trở thành công dân Pháp với những cái lễ giáo của những thành phần An Nam không theo Thiên Chúa giáo, có đúng hay không? Tôi xin đọc cái phần trích. Như vậy ta thấy, ngày mà người cha trở thành dân Pháp, những phong tục cổ nhất, những luật lệ thiêng liêng nhất, những giáo điều bất khả xâm phạm nhất, những thực hành đã ăn sâu vào tâm thức của con người sẽ bị suy yếu từ trên xuống dưới, gia đình An Nam sẽ mãi mãi bị giải thể. Thưa quý vị, cái câu này của ông Trương Vĩnh Ký tôi thấy không có đúng với sự thật. Ông nói rằng là vào quốc tịch Pháp thì gia đình sẽ đi đến chỗ bị giải thể. Điều đó không đúng. Có rất nhiều người Việt Nam từ ngàn xưa cho đến ngày nay, người ta có thể thành quốc tịch Pháp, Trung Hoa, quốc tịch Pháp, quốc tịch Mỹ, nhưng mà cái nền đảng họ vẫn còn theo cái văn hóa của người Việt Nam cổ xưa. Trái lại, có những người trong thực tế chứ không phải là trái lại nữa, là tập thể con trên người Việt ở Việt Nam cũng như ở ngoại quốc, khi họ đã trở thành một cái tín đồ của giáo hội La Mã rồi thì họ triệt để tuân theo tất cả những cái gì ở trong Kinh Thánh Kitô và những lời dạy của giáo hội La Mã. Và theo những lời dạy đó thì họ coi thường cái nền tảng gia đình cũng như chống lại tổ quốc đất nước Việt Nam. Như vậy là cái điều mà ông Pericky viết ra đây, trên đây không có đúng với sự thật của lịch sử và của thực tế trong cái xã hội quân chiên người Việt. Đến câu hỏi thứ 4, giáo sư nghĩ thế nào về đoạn văn sau đây trích trong bài dịch thư của Pericky? Một lời chót, hãy theo dõi dân An Nam trong lịch sử của họ. Trung Hoa, nước láng giềng ghê gớm của An Nam, sau khi chiếm đất An Nam, có phải đã tìm đủ mọi cách để đồng hóa chúng tôi và bắt dân chúng tôi gia nhập quốc tịch? Thưa giáo sư. Thưa quý vị, cái đoạn văn trên đây của ông Petrusky tôi thấy rằng là người ta ca tụng ông là nhà bác học, nhưng về vấn đề lịch sử của Trung Hoa và Việt Nam thì ông lại không biết gì hết. Lịch sử Việt Nam đã bị nước Trung Hoa đánh chiếm rất nhiều lần, nhưng mà họ không hề bắt dân chúng ta nhập quốc tịch. Thời Đông Châu Đế Quốc, nước Trung Hoa bị xé ra làm nhiều tiểu quốc, thì ông Khổng Tử nói rằng nguy bang bất nhập, loạn bang bất cư, thì người nước này có thể di chuyển sang nước khác. Thí dụ người nước Sở chạy sang nước Tần, trở thành người nước Tần và làm quan nước Tần. Ngược lại là người nước Tần hay là người nước Tấn đi sang nước Tề thì trở thành làm quan nước Tề. Và thời đó tất cả các lần xâm chiếm Việt Nam, các cái chính quyền của Trung Hoa bây giờ không hề bắt dân chúng Việt Nam nhập quốc tịch Trung Hoa bao giờ cả. Chuyện này rõ ràng là ông Petrusky không rành lịch sử Việt Nam cũng như lịch sử Trung Hoa. Trong cái đoạn văn này ông lại nói rằng là một lời chót, hãy theo dõi An Nam trong lịch sử của họ. Tôi xin nhấn mạnh chữ của họ. Ông dùng chữ của họ có nghĩa là của người Việt Nam chứ không có ông ở trong đó. Đấy, cái lối dùng chữ của ông, của một nhà bác học Petrusky lại sai lầm đến như vậy đó. Và cái sự sai lầm này cũng có thể là có thể cố ý tách trời ông ra khỏi cái cộng đồng của dân tộc Việt Nam. Tiếp theo là câu hỏi thứ 5. Ông Petrusky viết tiếp: Trung Hoa sau bao nhiêu cố gắng đã thành công trong việc áp đặt chữ viết, văn chương, tôn giáo và luật pháp lên trên chúng tôi, nhưng người An Nam dù thua trận không bao giờ bằng lòng theo kẻ thắng trận hay thay đổi tên của nước mình. Xin giáo sư cho nhận xét về câu nói này. Tôi có nhận xét về câu nói này là ông Petrusky cũng không rành về lịch sử Việt Nam. Ông không có hiểu rằng cái nền văn hóa của Trung Hoa cũng như Trung Ấn Độ, tức là đạo Phật, hay là các nền văn hóa đa thần khác đều là cái văn hóa cởi mở, khai phóng
Cho nên người Việt Nam chịu ảnh hưởng của tất cả các nền văn hóa này, có cái tinh thần khai phóng, có nghĩa là thâu nhận cái nền văn hóa của Trung Quốc cũng như ở các nơi khác đến, cái gì tốt thì đồng hóa thành của mình, cái gì sai thì loại bỏ nó ra. Và chính vì vậy mà người Việt Nam cũng như người Nhật Bản cũng như người Đại Hàn đều sống theo cái lối văn hóa Tam giáo đồng nguyên của người Trung Hoa, của người Phật giáo cũng như của các tôn giáo đa thần khác, chứ không phải là cái này là của người Trung Hoa mà chúng tôi theo, mà chúng tôi chỉ theo cái gì hay thôi, cái gì dở chúng tôi loại bỏ. Rồi khi người Pháp mà sang xâm lăng nước Việt Nam, sát nhập nước mình với lại nước Lào và nước Cao Nguyên thành cái nước Đông Dương, rồi đồng thời họ lại xé nước mình ra làm ba phần, tức là Nam Kỳ, Bắc Kỳ và Trung Kỳ, rồi đến thời kỳ tái chiếm Đông Dương, thì chính cái liên minh xâm lược Vatican Pháp này lại tiếp tục xé nước Việt Nam ra làm nhiều mảnh nhỏ, như là nước Nam Kỳ, nước Tây Nguyên, nước Thái, nước Nùng, rồi lại còn định mưu đồ biến cái giáo khu Phát Diệm và Bùi Du thành một cái quốc gia riêng để chuẩn bị tiến tới đến thành một cái quốc gia Kitô riêng. Rồi đến năm 1974, năm 54-75 thì Vatican lại mưu đồ biến miền Nam thành một quốc gia riêng biệt để Kitô hóa toàn thể nhân dân Việt Nam từ trên xuống dưới. Điều đó ai cũng biết rõ. Do đó cái câu nhận xét của ông Peritsky trên đây là hoàn toàn sai với sự thật của lịch sử. Đến đây xin cô hỏi câu hỏi chót, cũng là câu hỏi số 6. Peritsky đã thú nhận điều gì trong cái câu sau đây? Như vậy, lòng yêu nước sống mạnh trong người An Nam, và dù cho rằng người An Nam đồng ý giải tán gia đình, lòng yêu nước sẽ có tiếng nói to để chống đối việc gia nhập quốc tịch Pháp. Tôi phải nói rằng là cái điều mà ông nói rằng cái tốt đẹp của cái nền tảng gia đình theo văn hóa Việt Nam nó như trên, nhưng mà sự thực thì người Việt Nam vẫn tiếp tục sống theo cái nền tảng đó và kết chặt đó. Còn những cái người như ông Peritsky đã theo đạo Thiên Chúa thì đã chấp nhận cái sự chống đối giải tán, chấp nhận cái sự giải tán gia đình. Thí dụ, tôi cho thí dụ rõ là tôi đã chứng kiến và quý vị cũng đã biết có rất nhiều bà vợ lấy ông chồng không đạo, không theo đạo, rồi sau này ông chồng không đi nhà thờ thì bà ấy sẵn sàng phá bỏ cái gia đình đó, dù có mấy con bà ấy cũng ly dị. Là tôi đã chứng kiến rất nhiều lần, tức là họ sẵn sàng đồng ý với giáo triều Vatican để phá bỏ cái nền tảng gia đình. Ông Peritsky là một người thuần thành thiệt quân chiên của giáo hội La Mã. Nếu ở vào trường hợp mà gia đình của ông có người không theo đạo thì ông sẽ tìm đủ mọi cách để loại người đó ra khỏi cái gia đình của ông, hay là ông từ giã cái gia đình đó để ông sống theo cái lòng tin đạo của ông. Điều đó chứng tỏ rằng cái vật mà giải tán gia đình đó là do giáo triều Vatican nhập cảng vào Việt Nam, chứ không phải là người Việt Nam. Cho nên ông mới nói câu rằng dù cho rằng người An Nam đồng ý giải tán gia đình thì lòng yêu nước sẽ có tiếng nói to để chống đối việc gia nhập quốc tịch Pháp. Nhân tiện đây thì tôi cũng nói thêm cái phần kết luận rằng chuyện ông Peritsky cũng như ông Alexandros cũng giống như ông Nguyễn Đường Tộ, cái tuyên bố hành động việc làm của ông thì sách sử đã ghi rõ. Bây giờ tất cả các ông đã nằm yên dưới mồ, cũng như chuyện ông Ngô Đình Diệm đó. Ông ấy làm như thế nào, tất cả sách sử đã ghi ông đã nằm yên dưới mồ. Nhưng mà có một số người vẫn dùng ông Ngô Đình Diệm để làm cái lý do để cho họ tiếp tục tranh đấu, cũng như là bây giờ họ dùng ông Peritsky để dựng tượng ông ấy, để ca tụng ông ấy, để làm cho cái việc giáo hội La Mã đến Việt Nam có cái chính nghĩa và có những cái người Việt gian lại biến thành anh hùng. Để nói về vấn đề này, tôi nhận thấy cái đoạn văn của giáo sư Lý Chính Trung nói về cái vấn đề rất là chí lý. Tôi xin đọc cái đoạn văn này để quý vị thấy. Mấy năm đã qua và ngày nay, dư luận quần chúng có việc khoan hồng hơn đối với ông Diệm và chế độ cũ của ông,
ngay cả những nơi nạn nhân của chế độ ấy. Lý do rất giản dị, với thời gian kỷ niệm đã mờ nhạt, hận thù được xoa dịu, những ẩn ức dồn nén được giải tỏa. Trong khi đó, cái thực trạng của xã hội miền Nam mỗi ngày thêm xấu xa, tệ hại, khiến cho người ta có khuynh hướng chỉ nhớ tới những nét tương đối dễ coi của chế độ Ngô Đình Diệm mỗi khi so sánh thời này với thời trước. Nhưng từ đó mà cho rằng chế độ ông Diệm là một thời đại hoàng kim và chỉ cần bắt chước ông Diệm là có thể giải quyết được những vấn đề đất nước, như một số tay chân bộ hạ của ông đang tuyên bố rùm beng, thì thật là lố bịch và vô liêm sỉ. Những người đang hò hét khóc lóc chung quanh cái tên ông Ngô Đình Diệm như bẫy, như bầy quạ trên xác chết, với cái âm mưu tái lập chế độ Diệm không Diệm, trong đó họ sẽ phè vỡn, bòn rút như xưa. Xin họ nhớ cho rằng dòng lịch sử không bao giờ chảy ngược. Và nếu họ không còn một chút tự trọng, xin họ dầu sao cũng thương dùm ông Diệm. Tôi ứa nước mắt mà viết câu này, xin họ hiểu cho. Thì tôi cũng xin nói rằng, nếu các ông có thương ông Bê Đức Ký, thương ông Lê Dân Tốt, xin ông Nguyễn Đường Tộ thì hãy để cho ông ấy nằm yên dưới mồ, đừng có đội lốt xác chết của ông lên để mà làm cái trò để bênh vực cho cái hành động của các tập thể đã bán nước theo giặc Liên minh xâm lược Pháp và Vatican và Liên minh xâm lược Mỹ trong Vatican trong quá khứ. Dạ thưa quý vị khán thính giả, đến đây chúng tôi xem như là đầy đủ với những cái đoạn trích ở trong cái lá thư mà tác giả Phạm Phú Minh đã đăng trong bài viết. Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Quang. Xin kính chào quý vị và xin hẹn tái ngộ trong lần tới.